À, xin chào anh chị và các bạn quay trở lại với kênh đầu tư từ đâu à, trong cái chương trình đào tạo thực chiến cho nhà đầu tư mới à, hôm nay thì mình sẽ đi tiếp cái phần 3 à, phần 3 nói về phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng à, sau khi chúng ta cũng đã đi được cái phần thứ nhất là hiểu về chứng khoán và phần thứ hai là chúng ta cũng tìm tìm những cái thông tin doanh nghiệp và đọc cái bản điện thì chúng ta đi tới cái phần thứ ba bước vào cái à, việc hiểu được cái phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng là gì phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng cũng là một phương pháp mà đội ngũ đầu tư từ đâu cũng áp dụng và cũng tư vấn cho anh chị. thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái phương pháp này là gì và chúng ta hình dung được là cái cách tiếp cận của phương pháp để anh chị chúng ta có thể hiểu hơn. rồi đầu tiên thì chúng ta cùng hiểu được cái cách tư duy trong đầu tư. thì câu hỏi đây là đặt ra là bạn thuộc cái nhóm tư duy đầu tư nào? thì theo như mình thì có ba cái cách tư duy trong đầu tư thứ nhất là tư duy cấp độ 1 ở một cái mức tư duy cấp, cấp độ 1 thì đây là một cá thể trong một đám đông và thường là cái người tư duy cấp độ 1 này là họ đi theo đám đông và chính cái điều đó họ là cảm thấy rất an toàn và và những người này thì chờ đợi mọi thứ rất là rõ ràng thì mà họ mới tham gia nên là có một cái cách so sánh ví von vui là cái nhóm người này thì cái cách nhìn nhận vấn đề của họ là một cộng một là bằng hai Đấy, tức là nhìn thì mọi thứ rất là phải rõ ràng cái cấp độ tư duy thứ hai là tư duy cấp độ 2 cái người tư duy cấp độ 2 này thì thường là đi ngược đám đông và họ có chính kiến rất là mạnh và sẵn sàng là big bet tức là đánh cược lớn với một cái xác suất thấp nhưng mà phần thưởng nhận lại thì cực kỳ xứng đáng cái người này thì hoàn toàn trái ngược lại với cái người tư duy cấp độ 1 là đối với họ là một cộng một không phải bằng hai mà là một con số khác và cái thứ ba là cấp độ của một người tư duy cấp 1.5. Tư duy cấp độ 1.5 thì nó ở giữa tư duy 1 và tư duy 2. vì tư duy cấp độ 1.5 thì đây là một người đứng giữa quan sát và quan sát hành động của các bên và không thực sự là đi theo bên nào cả nhưng mà chờ đợi cơ hội bên nào mạnh thì đi theo. Có khi là họ sẽ đi theo đám đông và có khi họ sẽ đi ngược đám đông tùy vào tình hình. Nói chung là người cái tư duy cấp độ 1.5 thì rất là linh hoạt thì đối với họ thì một cộng một có thể bằng hai hoặc là một cộng một có thể khác hay là chuyện bình thường thì anh chị chúng ta cũng có thể định hình được là chúng ta thuộc cái cấp tư duy nào thì đối với cái phương pháp nhà đầu tư theo đà tăng trưởng thì thuộc cái nhóm tư duy cấp độ 1.5. tức là có một cái sự linh hoạt hơn nên anh chị chúng ta có thể hiểu là phương pháp này là phương pháp đòi hỏi chúng ta phải có sự linh hoạt rồi chúng ta trả lời cho câu hỏi tiếp theo là đánh bại thị trường bằng cách nào thì có ba cách để đánh bại thị trường. Thứ nhất là anh chị phải có được cái kỹ năng quay vòng vốn hiệu quả, tức là chúng ta trading liên tục vòng quay tốt. Cái thứ hai nữa là chúng ta có khả năng chọn được cổ phiếu tốt, chọn được cổ phiếu tăng tăng mạnh. Và cái thứ ba là chúng ta có khả năng là sử dụng đòn bẩy tài chính, sử dụng margin. Thế thì đối với cái phương pháp đầu tư theo đại tăng trưởng thì chúng ta kết hợp cả ba yếu tố này. Anh chị vừa quay vòng tốt này, vừa cũng có thể chọn được cổ phiếu tốt và cũng có thể sử dụng đòn bẩy để giao dịch. Tuy nhiên thì nó không mạnh ở cái nào cả Có thể là mỗi thứ thì chúng ta lấy một ít Nhưng mà không thực sự là mạnh ở cái nào Ví dụ như vòng quay của anh chị thì không phải là quá nhanh Và khả năng chọn cổ phiếu thì không phải là quá tốt Và sử dụng đồng bẫy thì cũng không phải là quá cao Đấy thì nó cứ ở mức gọi là trung bình thôi Đấy thì kết hợp lại những cái thứ trung bình lại với nhau Thì nó thành một cái phương pháp Một cái cách tiếp cận của phương pháp đầu tư theo đài tăng trưởng Để đánh bại thị trường Về tầm nhìn đầu tư của phương pháp đầu tư theo đài tăng trưởng ấy, thì cái phương pháp này chỉ yêu cầu cái xác suất thành công là tầm khoảng 50 60 phần trăm thôi và đối với đội ngũ đầu tư từ đâu thì cũng đảm bảo cho anh chị cái xác suất là tầm khoảng 50 đến 60 phần trăm trong mọi điều kiện và cái thứ hai là về thời gian nắm giữ thì thời gian nắm giữ đối với những cổ phiếu đang đúng ở đây thì mình nhấn mạnh là đang đúng nhé. Những cổ phiếu mà chúng ta đang lãi thì thường nắm giữ trong vòng khoảng 1 đến 3 tháng. Đấy. Còn những cổ phiếu sai thì đương nhiên là chúng ta phải xử lý nhanh rồi. Có khi là tầm khoảng 1-2 tuần là chúng ta bán đối với những cổ phiếu sai thì tầm nhìn đầu tư là theo thường là theo tháng hoặc là theo quý thôi. rồi cái 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 góc nhìn của nhà đầu tư theo đà tăng trưởng về thị trường chung ấy thì đối với uh, những người mà theo đà tăng trưởng như uh, đội ngũ đầu tư từ đâu thì uh, thường là sẽ không tham gia trong lúc thị trường đang giảm giá. Đây, trong lúc thị trường đang giảm giá là gần như là không tham gia, không đầu tư gọi là bear market ấy, là gần như không đầu tư, chỉ tham gia khi mà thị trường đang ở trong bull market hoặc là sideways market thôi tức là thị trường đi ngang hoặc là thị trường đang tăng thì đó là môi trường đầu tư rất là lý tưởng còn bear market là gần như không tham gia à, góc nhìn về cổ phiếu thì à, đối với góc nhìn của một nhà đầu tư theo rà tăng trưởng thì à, có một cái câu nói rất là đúng là không có cổ phiếu tốt trừ khi nó tăng giá thôi tức là à, phân tích cơ bản hay là phân tích những cái tin tức về doanh nghiệp đó, đó tốt cỡ nào mà giá cổ phiếu không tăng thì nó cũng không tốt chỉ khi nào giá cổ phiếu tăng thì mới được gọi là cổ phiếu tốt thôi. Thế thì nên là cái phương pháp tiếp cận này là một phương pháp gọi là theo dấu dòng tiền thông minh, là theo smart money, theo dòng tiền lớn, theo dòng tiền thông minh và cái phương pháp này thì rất là đề cao kỹ năng trading, kỹ năng uh, giao dịch ra quyết định và điểm ra điểm vào thị trường sao cho nó hợp lý gọi là market thông minh. Đấy thì theo dấu dòng tiền thông minh và uh, theo dấu dòng tiền thông minh và market thông minh tốt Đấy thì đó là cái góc nhìn về cổ phiếu đối với nhà đầu tư theo đại tăng trưởng là như vậy và cách tiếp cận cơ hội đầu tư thì như thế nào ạ à, thông thường đối với nhà đầu tư theo đào tăng trưởng thì tiếp cận các cơ hội đầu tư theo cái phương pháp là bóp tầm ấp tức là đi từ dưới lên trên Đấy, ví dụ như ở đây chúng ta thấy là phân tích thứ nhất là phân tích về thị trường chung trước nè xem thử là thị trường chung có ổn hay không và cái thứ hai nữa là xong sau đó chúng ta sẽ đi tiếp là, là thiết kế cái danh mục cổ phiếu quan sát và bước thứ ba là chọn lọc cổ phiếu bằng tiêu chí kỹ thuật Đấy. và cái thứ tư là phân tích cơ bản của cái doanh nghiệp đó và cái thứ năm là phân tích xu thế của ngành nghề đấy thì đó là những cái bước mà đi từ dưới lên trên chúng ta gọi là bớt từ đi từ thị trường chung thị trường chung ổn rồi thì mới mới quan sát cổ phiếu rồi mới chọn lọc ra bằng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản rồi sau đó mới thêm một bước là phân tích ngành nghề các thứ đấy thì đó là một cái cách tiếp cận của một nhà đầu tư theo đà tăng trưởng là như vậy là bớt từ ấp đi từ dưới lên lên Uh, rất đề cao cái việc là chọn lọc Bằng tín hiệu kỹ thuật Bởi vì hồi nãy chúng ta nói với nhau là Không có cổ phiếu tốt mà Chỉ trừ khi nó tăng giá thôi Nên là cổ phiếu có khả năng tăng giá thì mới chọn Rồi về phương pháp Thì phương pháp áp dụng thì Như chúng ta cũng đề cập là Kết hợp cả hai Đó chính là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản Đó là theo phương pháp đà tăng trưởng Thì bắt buộc là ông phải biết là phân tích cả cơ bản và kỹ thuật luôn Kết hợp cả hai công cụ này rồi về phân tích kỹ thuật ấy, thì đề cao hai cái yếu tố cái thứ nhất là cổ phiếu phải có đà tăng giá khỏe đương nhiên rồi là chúng ta phải tham gia những cái cổ phiếu nào có đang có cái đà tăng giá tức là chúng ta hay gọi là đang có cái momentum và cái thứ hai là cổ phiếu đó phải có cái dòng tiền gom mạnh Đấy, như là chúng ta đề cập là đi theo dấu dòng tiền thông minh mà nên là chắc chắn là cổ phiếu đó cũng phải có được dòng tiền gom mạnh có thể là dòng tiền từ nhà đầu tư tổ chức từ các quỹ đầu tư hoặc là từ nội bộ của doanh nghiệp nội bộ cổ đông của doanh nghiệp họ mua gom thì phải vừa có đà tăng và vừa được gom mạnh và nền tảng của phân tích kỹ thuật đối với phương pháp đà tăng trưởng là thứ nhất là phải dựa trên cái nền tảng tích lũy chặt chẽ tức là cổ phiếu đó có đà tăng nhưng mà cái nền tảng tích lũy giá phải chặt chẽ cái thứ hai nữa là thời gian tích lũy cũng đủ lâu ví dụ như thời gian tích lũy là tầm khoảng là một hai tháng ít nhất là phải như thế chứ nếu mà thời gian tích lũy là tầm khoảng một hai tuần thì cũng không ăn thua thế thì chúng ta cũng lọc thêm những cổ phiếu nào có thời gian tích lũy đủ và cái thứ ba là giá phải bứt khỏi cái kháng cự của nền tích lũy đó để mở ra cái điểm mua. Nên là thường đối với cái phương pháp đà tăng trưởng là là mua theo kiểu breakout là rất là phổ biến. Còn góc nhìn về phân tích cơ bản, phân tích cơ bản thì cũng chọn lọc cổ phiếu theo hai góc nhìn. Thứ nhất là chắc chắn là phải chọn doanh nghiệp tốt rồi. Phải chọn những doanh nghiệp tốt tức là những cái doanh nghiệp nổi tiếng này, những doanh doanh nghiệp làm ăn hiệu quả này và nó không xấu tức là tình hình kinh doanh nó phải rõ ràng và nó phải làm ăn thật chứ không phải là những cái doanh nghiệp mà ảo hoặc là những cái doanh nghiệp mà định giá quá cao thì cũng bỏ qua và cái thứ hai là doanh nghiệp đó phải có yếu tố tăng trưởng tại vì ở đây chúng ta đề cập là đầu tư theo đà tăng trưởng là tức là đi theo cái quán tính của giá cổ phiếu mà quán tính giá cổ phiếu thì thường sẽ vận động theo cái quán tính về tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp đó nên chắc chắn là chúng ta cũng phải ưu tiên những cái doanh nghiệp nào mà đang có yếu tố tăng trưởng mạnh tăng trưởng ở đây là tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận này. và cuối cùng công thức thành công của một nhà đầu tư theo đà tăng trưởng rất là đơn giản rồi chúng ta cũng thể nhớ ba cái từ khóa này thứ nhất là thời điểm phải phải xác định được thời điểm tốt chúng ta phải có một cái sự nhạy cảm về mặt thời điểm tức là nói về mặt phân tích kỹ thuật đấy là chúng ta cũng phải biết được điểm ra điểm vào sao cho nó hợp lý cái thứ hai là chúng ta cũng phải có một cái kỷ luật đó là đầu tư theo đà tăng trưởng mà anh chị không tuân thủ kỷ luật ấy, thì rất là dễ sai mặc dù phương pháp chúng ta đúng nhưng mà chúng ta vi phạm kỷ luật một cái là chúng ta lại sai rất là dễ mắc sai lầm và cái thứ ba thì khi mà chúng ta đã có thời điểm tốt kỷ luật tốt thì lúc đó chúng ta vận dụng cái lãi kép để mà chúng ta gia tăng cái tài sản của chúng ta, gia tăng cái tài khoản của chúng ta lên. À, nếu mà anh chị cứ lặp đi lặp lại cái điều này và lãi kép thường xuyên, cứ một vài tháng mà chúng ta lãi kép một lần thì cái thành quả của chúng ta sẽ rất là lớn, tài sản của chúng ta sẽ được lãi kép lên rất là nhanh. Vậy đó là cái công thức thành công của nhà đầu tư theo đà tăng trưởng là như vậy. Đấy thì cái buổi ngày hôm nay thì mình giới xin giới thiệu với anh chị là cái phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng là như thế và hiện tại team đầu tư từ đâu cũng đang áp dụng cái phương pháp này trong những cái buổi tới thì mình sẽ giới thiệu cho anh chị kỹ hơn về những cái cách để chúng ta có thể chọn lọc những cái cổ phiếu có khả năng tăng giá trong cái buổi thứ tư Đấy, thì mọi người chúng ta có thể đón theo dõi và nếu mà có thêm thắc mắc thì anh chị chúng ta có thể bình luận ở bên dưới video này cảm ơn anh chị đã theo dõi hẹn gặp lại anh chị trong những cái video đào tạo tiếp theo